Chào mọi người, đây là bộ giường sofa xếp gọn. Chiều ngang của nó là 1m6, chiều dài là 2m nha. Khi mọi người kéo cái giường này vào thì mọi người nhớ kéo cho qua khỏi cái gờ khóa này. Em có làm cái gờ khóa tự động này, đây là cái gờ chế em làm nha. Và mọi người muốn kéo ghế ra thì đây, mọi người hãy đỡ nhẹ lên nha, đỡ nhẹ lên, đấy, đưa ghế ra. Đây là cái bộ khung sườn này thì em đã làm xong rồi. Và ngày mai em sẽ sơn màu lên, sơn màu đen mờ lên, sau đó là ốp tấm nhựa lên như thế này cho mọi người. Đây là dòng nhựa nội thất cao cấp mọi người. Đây, dòng nhựa này thì nó chống cong ven mối một, chịu nhiệt tốt, nó chỉ sợ mỗi cái ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào thôi, còn lại xài trong nhà thì rất là chắc chắn, rất là tốt. Đó. Bây giờ em lắp nhựa vào nha, rất là đẹp mọi người, màu nhựa đẹp lắm. Nhìn rất là sang. Dạ. Lúc trước là em làm cái bộ lề này nó cơi lên trên nha. Đây, cái lề hồi trước em làm là nó cơi lên trên. Nhưng mà bây giờ em làm cái lề này âm xuống nha mọi người. Âm xuống thì nó sẽ hở cái này ra một tí nha, nó hở hơn hồi trước 3 4 ly nha. Dạ. Đây. Nhưng mà nhìn em nghĩ là như vậy thì dễ nhìn dễ coi hơn. Còn mọi người ai mà ân mọi người ai ân cơi cái lề này lên thì em làm cơi lề cho mọi người nha. Đó bộ hoàn thiện em mới làm như thế này, còn cái bộ mà khung sườn sắt thì em vẫn làm cơi lề lên nha, để xếp xếp gọn lại gửi đi cho mọi người cho nó đỡ chi phí của mọi người. Rất là chắc chắn nha. Đây, bên đây là có hai cái bách đỡ rồi, mọi người không có lo bị thủng xuống nha. Em làm em đã thiết kế, em đã chế rất là tỉ mỉ rồi, rất là đẹp mọi người ơi. Mọi người xem qua đây, em có làm cái ngăn kéo này, đây à. Một ngăn kéo lớn như thế này và hai ngăn kéo mini nè. Mọi người lưu ý là càng ngày em làm em càng đưa cao cái giá trị sản phẩm lên, cho nên là mỗi lần có một cái hình ảnh nó khác nhau. Mọi người nhận cái sản phẩm về mình cũng khác nhau, nhưng mà nó không kém chất lượng, chỉ có nâng cao chất lượng thôi. Đây, ví dụ như cái lề này em đã khắc phục này, mức